Kỳ này sao rồi? Không như mong đợi của tôi lắm. Trường kế bên quá trời học sinh giỏi luôn mà họ còn đáng ngộ
như trúng hết đề nữa. Trời ơi, vậy chắc trường mà Corona, em đã nói cô rồi mà, cô học phê bình em kỳ này á, đề thi hầu hết là phần trọng tâm em bật ra cho đội tuyển mà. Làm gì mà tương tước giờ không thấy là cô đang bận việc hả? Ủa Corona, tôi thấy cô chơi nãy giờ đã gì vậy? Nè, tôi đang chơi Fake Fancy, công nghệ ghép mặt hot rần rần dạo gần đây. Tôi nói nhỏ hay nghe thôi nha, bữa tôi tịch thu điện thoại của bé Sù Cà Na, tôi thấy nó ghép mặt vô diễn viên Hollywood đó, cái tôi cũng bắt chước tôi chơi theo. Trời, cô cũng chơi hả? Tôi cũng chơi nè. Mới đầu chơi cho vui thôi, ai về quá trời filter đẹp. Tôi chơi cả tuần nay chưa chán luôn á. Cô ơi, cô coi đề thi đi nè. Hôm trước cô không cản em là trường mình ảm giải nổi tay luôn rồi. Hết hồn. Đâu, đưa coi. Em định gạt ai, cái này em lấy của trường kế bên đó rồi hả? Em gai dễ tôi hả? Úi, kỳ thi kết quả có rồi nè, cô có muốn coi chung không? Ha, coi chứ. Để coi Nguyễn thầy này tài giỏi tới mức nào. Em á mà được giải năm thôi, tôi đi bằng đầu từ đây ra cổng trường luôn đó. Đâu đâu đọc hạng cuối coi. À, Nguyễn thầy này hả? Đạt điểm tuyệt đối là cô hạng nhất. Có phải là Nguyễn thầy này này không thầy? Đúng rồi, đội tuyển có vài chục người chứ mấy. Mà có mình em này tên Thị à. Cô, em cho cô mượn nó coi điểm của em nè cô. Ủa Thị còn bị phạt quyết lớp ha. Con này bị tao loại rồi, còn mày thì tao giữ lại. Yeah. Mấy em đội tuyển chú ý ha, một lát nữa có mấy học sinh ở bên trường chuyên kế bên qua đây giao lưu mấy em ra thi để lấy kinh nghiệm nha. Ủa thầy, mấy người giỏi giỏi mấy anh chị khóa trên nó xong kêu thầy, tụi em mới vô mà. Mấy anh chị đi thi ở nước ngoài chưa có về, mấy em giúp trường nha. Thầy ơi, bên trường bên kia đi mấy người vậy? Tổ trường của họ là gì vậy thầy? Cái đồ bị đuổi ra khỏi đội tuyển mà còn nhiều chuyện. U là trời, thầy tèo kiếm thầy nãy giờ. Corona. Đây là mấy học sinh của trường cô đó hả? À đúng rồi, toàn là huy chương vàng không đó. Ui xôi, em thi đi vui hả? Má ơi, tao thấy điện cũng lạnh rồi đó. Thôi thôi, thi nhanh nó xong nhanh về còn đi ăn ốc ha thầy Tèo ha. Dạ dạ dạ, thi liền. Còn tí với Bích Nụ á, giao lưu nhanh nha. Chứ mình còn phải đi qua chuyện kinh nghiệm cho mấy trường nữa lần đó. Cô yên tâm đi cô. Cái hạng trường này á, ta đáng chỉnh kệ nè. Coi coi Sù Cà Na tôi xử đẹp mấy người. Ô là trời, làm được ông ta, xử tôi sao đây ta? Hơ, tôi với Nắng mới vô đội tuyển thôi, để tôi kêu mấy anh chị lớn hơn tới. Cái đồ da dẻ. Thôi đừng mất cười nữa, tí em làm nhanh đi, con đó còn cái đáp số rồi mà. Thầy ý, mặt 2 phần 3 ơi. Nè, cái con kia lo quét đi, đừng có mà nhiều chuyện. Nè ơi, hình như là Nị biết làm á, bên kia người ta nhìn quá trời kìa. Thôi Nị, em vô làm đi. Đó, biết làm đâu, làm nãy giờ chưa xong kìa. Ý chết, em quên tắt nước. Nắm vô giải phần cuối ghi đáp số là xong rồi, cảm ơn nha. Ủa thầy Tèo, em đó là lớp trưởng của lớp đội tuyển hả? Thông minh ghê ha. 2 phút là đã làm ra bài thi rồi, chứ bên tôi còn chưa làm xong kìa. Dạ cô, vui xôi, nhỏ đó bị em đuổi khỏi đội tuyển rồi. Đúng rồi đó cô.